Chào mừng anh chị đã quay lại với kênh YouTube của Mèo Castor. Thì như anh chị thấy thì Thành hiện tại Thành đang bật nhạc không lời nhỏ nhỏ. Trong quá trình Thành trò chuyện với anh chị và bạn thì hơi âm âm lượng, đang thoải mái, dễ nghe. Thì như anh chị và các bạn cho Thành một lượt đăng ký ha, cùng như một lượt like. Thì hôm nay thì Thành sẽ làm về cái chủ đề về Pi, cũng rất là hot ha. Từ chiều hôm qua đến giờ, khá là hot về Pi. Vậy thì Thành và anh chị cũng đi tìm hiểu xem thì nó như thế nào, tại sao lại nó lại hot như vậy. Thì chiều hôm qua trên cái sàn xt.com, trên từ Wix, Thành đang xem trên từ Wix ha, thì để lại cái bản tiếng Anh trên từ Wix xt.com sang thì đã bảo thì đã nói là khoảng 3 giờ trading, 3 giờ là lúc mà lên sàn á, 3 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, thì đã lên trên sàn xt.com. Thì hiện tại thì anh thấy là nó đang lên trên sàn xt.com và sàn Hoverboard ha. Hoverboard thì giá của hiện tại của nó là nó đang chạy đây, nhân chiều các bạn thấy thì như Thành đang mở trên cái phần trên cái trong web của Hoverboard ha, Hoverboard.com. Giá hiện tại của nó là đang giao đi ở mức 45 đô. 45 đô. Thì về ngày hôm qua là cái thành phong lớn này. Đây, ngày ngày hôm qua là giá nó thấp nhất ở dưới này ha. Đấy, giá ở dưới này nó lao lên đỉnh điểm này, nó giao dịch ở mức 62 đô. Đấy, giao dịch em à, mấy mấy này là mấy cái kháng cự thanh vẹt thôi. Xóa đi. Vẽ ra vượt kháng cự thì nó hồi lại thôi chứ không có gì, hay phải chơi thôi. À, thì đỉnh điểm là 62 đô thì nó đang loanh quanh ở mức là 50 đô ha, gần 50 đô, thì giờ đang ở 45 đô này. À, thì cập nhật anh chị vậy về cái giá là pi, giá pi pi USD. Đây là về cái trong web Huobi ha. Đây, anh chị cùng đi tìm hiểu xem. Đây đây là coi marketcap.com, trong web này rất là uy tín ha. Trang này thì anh chị bạn biết rồi, thì rất là uy tín. Đó, thì pi đây đang hiện đang giao dịch ở mức là bên này 45 đô, thì quy đổi ra bên này là hơn 1 triệu này, 1.500.000 này, 245%. Biểu đồ thì nó không như vậy đó, nó không giống bên kia. À, thì ở đây trong cái coi mắc kỳ cáo này, cái trang web rất là uy tín à. Thì giờ bạn thấy là các loại tiền điện tử đồng coin pi. Ở đây nó có một cái dấu, ở đây nó có một cái gạch cái đỏ này. Đây, thì Thành và anh nhìn vào bạn tìm hiểu xem lại trò đây là cái gì, có quả trò đây. Thì như Thành diễn ra thì mạng Pi gần đây đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Xin lưu ý rằng mạng chính được khởi chạy và giá hiện thị bên dưới đối với một số dòng sàn giao dịch nhất định phản ánh là cái giá trị của EOU, và nó có thể được chuyển nhượng và nó có thể không được chuyển nhượng giữa các sàn giao dịch. Đọc thêm ở đây. Đấy. Và điều rồi thì đây Thành cũng đã có pin của đây, sàn này pin của đây đây thì có sàn coi cái cáp này. Thành đây Thành hồi tối á, Thành còn có cho tính làm một video và Thành đang chuẩn bị những cái để Thành làm á. À, Thành phải phóng to ra xem này. Đây cái dòng màu vàng đây, đó, dòng màu vàng mà Thành tô đậm đây này. Đó, thì nó nhất định phản ánh giá trị của IOU. À, về IOU là gì đó, thì này Thành đi tìm hiểu thế, về IOU là gì, giá trị của nó. Thì IOU
thì theo thành như tìm hiểu được thì sàn crypto thì IOU á, là giấy chứng minh vay mượn không chính thức do người nợ cấp cho chủ nợ. Tên gọi IOU là xuất phát từ cách phát âm này. Đây tôi đang nợ bạn. Thân IOU là một chứng cứ đảm bảo cho số tiền nợ vay chứ không hề hề có giá trị tiền bạc. Ví dụ nếu bạn A gửi 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình thì số dư sẽ được hiển thị là 2 triệu đồng. Số tiền 2 triệu đồng đó sẽ được lưu giữ trong ngân hàng. Thì Thành sẽ dưới góc độ cá nhân mà Thành hiểu á, hiểu thì Thành sẽ có thể là giải thích như này. Tức là anh chị và bạn xem có thể hiểu không á. Từ đó thì cứ bình luận dưới YouTube Thành có ý không. Thì theo cách nhìn mà Thành hiểu á, hiện tại là bây giờ trên cái sàn huobi.com này, à mà trước khi Thành giải thích này, mình đọc qua cái bài báo, để mình hiểu hơn. Đây thì anh đọc qua bài báo con số 8.com cái trên trong web này, thì có đề là V Network được niêm yết trên sàn, chuyện gì đang xảy ra đó. Vì là từ khóa là vô cùng hot ha. Đấy, thì đây những cái thông tin mà nó để đưa lên này. Đấy, trên tờ Wix này đó, tờ Wix Huobi này đó, cập nhật lên đây. Đấy. Đây tuy nhiên cần lưu ý là trên hai sàn này bạn không thể nào rút tiền được, rút token B mà chỉ có thể giao dịch thôi. Có phải B được giao dịch thật không, trên sàn thật không? Đấy. Thì đây nếu có thể theo dõi dự án và tham gia cộng đồng Vi Network, chắc hẳn bạn đã biết dự án chưa chính thức Mainnet thì cũng hiện hiện trạng cái tình trạng Mainnet đó, Vi á, thì thấy hàng ngày cũng điểm nhanh mà. Thế nên là Vi đang vẫn là đang phát triển cái mạng mà cái Mainnet, thì vẫn đang trong quá trình thử từng cụm nhỏ thì vẫn cái đa số là vẫn chưa được hết à. Đấy. Nghĩa là Pi vẫn trong giai đoạn phát triển và thương nghiệp Mainnet kín thôi. Đấy. Do đó các token Pi mà cộng đồng đào được vẫn chỉ có thể lưu trữ mua bán. Ở cái chỗ này, trong web này nó bảo là token thì Thành Thành cũng không không không, không theo Thành hiểu ạ. Nó là đồng con nhá, nó còn token thì nó anh cũng không có rõ về cái vấn đề token lắm nha. Thì Thành biết là bây giờ nó là một đồng con đấy, và token thì Thành cũng không rõ lắm, nhưng mà token này chắc là một dạng khác đó, một dạng khác. Đấy. Thì anh nhiều bạn có thể tìm hiểu thêm, thì Thành lướt qua cái này nghe đọc chữ token hơi cũng không biết đúng không. Đây. Cộng đồng đào được thì mình chỉ có thể lưu trữ của bạn OTC chứ chưa giao dịch được. Vì chưa có Mainnet nên là chưa có smart contract, nên do vậy sẵn có thể mở giao dịch cho cái đồng Vì này được. Đấy. Thì cái này là Thành nghĩ là chắc phải đợi KYC xong bắt đầu cái hệ sinh thái của Vì đưa vào hoạt động để mọi người mua bán, thì có đúng cái mục tiêu mục đích của bên phía nhóm Vì luôn, thì bên phía nhóm đội ngũ Vì ông đi Nicolas đấy, và những người trong đội ngũ Vì thì cái hướng đi là như vậy, thì phải giao dịch thực tế, tạo ra một cái đồng tiền để giao dịch thực tế. Thì có trong cái phần mục list more trong cái lúc mà mở mở Pi lên để điểm danh, thì anh chị bạn có thể tham khảo đó ha. Thì Thành sẽ làm một cái video khác nói ra về này, tại vì Thành giờ video này sẽ làm cái này cái chủ đề này trước, thì nó khá là nhiều ha, khá là nhiều. Thì hiện tại thì gặp giao dịch này thì sẽ giao dịch trên sàn là Huobi ha, XT.com. Đây đây là thực tế là một dạng giao dịch kèo nợ, giao kèo nợ, và người dùng yêu mọi người dùng không thể nào rút token Pi lên sàn cho đến khi dự án chính thức được Mainnet công khai. Thì theo cái mà Thành hiểu á, thì anh chỉ có thể lên lên đây để đọc đọc thêm ạ.
Theo cái gái hiểu hiện tại thì đây thay mở ra cái này. Hiện tại thì nó cũng giống như các đồng tiền khác thôi, mình mua bán thôi. Thì hiện tại thì đang sử dụng là BUSD, BUSDT. Thì nếu mà bây giờ mà mình muốn mua, thì mình phải sử dụng USDT. Mà nếu mà mình muốn có USDT á, thì theo quy đổi thôi, một năm thì mình là bằng 1 USD. Đấy, thì mình phải nạp tiền thật để mình mua USDT. Đấy. Thì mình bỏ tiền thật ra để mình mua này, mình bỏ tiền 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 thật ra để mình mua này, ứng với mình bỏ ra khoảng giá tại này, trader trading lướt sóng, giá tại ở 44 đô, mình bỏ ra 44 đô để mình mua 1 pi, à 1 pi. Và đến lúc mà pi mà nó mở nét công khai á, hoặc mai nét công khai á, lúc giao dịch thật rồi thì sàn này sẽ trả pi lại cho mình. À, thì ở đây nó có hai vấn đề, thứ nhất là nếu mà pi mà lúc đó mà giá mà thấp á, thì giá mà thấp, giả sử giờ mình giờ giả sử như thầy hoặc là anh giờ bạn là mua nó với giá 44 đô, 44 đô đi, nhưng mà giả sử tương lai pi nó chỉ khoảng tầm vài đô thôi, thì mình đã bị lỗ. Có nghĩa là hiện tại đây là một cái mua bán nhưng mà chưa có mua bán, và dựa trên cái đảm bảo là tương lai sàn này mở pi ra, pi được mở máy công khai chứ, thì sàn này nó có pi thật này, thì nó sẽ trả lại cho mình. À, thì có những cái phương án. Cách thứ hai ấy, là lướt sóng trader. À, giờ là mình bỏ vô đây, mình như như thầy á, giống giả sử là giờ là mình mua đây ha, sử dụng USDT để mình mua thì thật đúng không, mình mua đây đúng không, ngày mai ngày mốt giá lên mình bán vậy thôi. Đó, nó có hai phương án là như vậy đấy, có hai phương án là vậy. Thì cách thứ hai thì giống như mình trader lướt này, giả sử mình mua đây, thì mình lên trên này mình bán. À, lời bao nhiêu phần trăm đó, lời bao nhiêu phần trăm đó, mấy chục phần trăm thì mình bán được bằng mình quy đổi ra được USDT, thì mình có thể là đổi về tiền thật ha, có thể đổi về tiền thật và mình tiêu thôi, rất là bình thường. Còn còn việc mà hold hold giữ đến lúc mà lúc mà sàn pi mà mainnet đó, thì lúc đó là giá nó có thể tăng lên ha, vậy xuống, cái này thì mình không biết được đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì đang sàn Huobi, này, sàn IT á, thì nó đang cho mình giao dịch theo kiểu đó UAT, theo cái giao dịch N. À, N N là nếu mà mình muốn mà lấy bi thực sự thì đến lúc đó nó sẽ trả bi cho mình. Còn hiện tại thì là mình giao dịch trong cái mạng này đó, và pi của mình đào trong máy nó vẫn chưa được lên đem lên đây bắt, tại vì nó vẫn chưa minus xong, nó vẫn chưa minus xong, nó đang có những cái giai đoạn được thử nghiệm đó, và cái bước mà cũng đội ngũ đi vô tiếng đó, thì đang mong muốn là đưa cái hệ 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 lái đang mua bán qua lại bằng tiền pi thật. Lúc đó là nó sẽ có một cái hệ liên lái ha, mua bán thì là lúc đó là pi nó sẽ có giá trị rồi. Okay, anh nghe gì cũng tìm hiểu tiếp đó, thì cũng đã tìm hiểu xong là vì cái phần là IOT ha, đó UAT đó. Đây là đây mà dạng dạng keo nữa này rồi. Ok, thì thành thấy là trên tàu quýt có những câu hỏi rất hay. Và thành chụp lại trong cái tàu quýt đây, thì bên dưới này có cái anh này, thì anh hỏi là như này: chỉ cho phép giao dịch thôi, nhưng câu hỏi của tôi là làm thế nào để họ có thể được có pi thực sự, pi thực sự là cái pi mà anh chị đã đào được xong trên máy và KIC rồi, và pi nó đào trả về ví rồi đó. Đó, để giao dịch khi tiền gửi không được phép, được pi thực sự để giao dịch khi tiền gửi không được phép, vậy là nhà mình chưa có pi thực sự.
thì sàn này nó trả lời như này, sàn xt.com.exe trả lời như này: danh sách quy là hợp pháp. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một dự án tiềm năng và chúng tôi đã tham gia khai thác dự án này từ lâu. Để biết thêm thông tin về danh sách, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support.com. Thì theo anh nghĩ hiện tại thì sàn XT này này, hoặc là sàn Huobi này, hoặc là rất nhiều những cái sàn lớn ha, thì đang tạo ra cho cái P này là một cái sân chơi ha, cái đang là cái hệ sinh thái. Thì nó hiện tại thì tất cả này là đều là sẽ đóng góp này, đóng góp đây là những cái người lớn ha sẽ đóng góp. Và cũng đã đồng hành với P một thời gian, thì chứng tỏ cho khẩu khai thác cái dự án này cực kỳ từ lâu. Thì nó có một cái vấn đề là giờ tương lai á, giờ nó có một cái hay có một cái vấn đề là giờ mình sử dụng cái tiền thật, mình mua bán P ở trên đó, thì đến lúc mà máy hết mở xong thì bên phía này để trả P người lấy mình. Một sân chơi rất là bình đẳng ha, sân chơi rất bình đẳng, và P là nó ở một cái tương lai ai không biết trước được. Mình chỉ biết trước được là cái nhóm sàn này đã đào P từ lâu, và hiện tại thì Thành nghĩ là đây cũng là một trong những cái nhóm mà tiên phong trong cái việc đào P đó, và có những số P rất là khủng. Còn việc một P nó có giá cao đâu, cái lúc mà sau mainnet á thì nó còn phụ thuộc vào hệ sinh thái và phụ thuộc vào cái cung cầu ha, rất là nhiều thứ. Còn cái việc mà đây là đấy, đấy cũng rất là đấy. Đấy. Thì như này đấy. Thì bên dưới này nó có những câu trả lời khác, thì đấy. Nó không phải là mà P hay cẩn thận này rồi nhóm phát triển đồng xu. Đấy, họ sẽ bán cổ phần của mình trước khi giao dịch công khai hiện ra trực tiếp này, tất cả những vấn đề đó hả? Đấy thì thành như là trong cái sàn này mở ra như vậy, thấy P nó nổi quá, cộng đồng P nó lớn quá, đến hơn 35 triệu người đăng ký có rồi, và số lượng P mà theo dõi trên từ week thì hơn 2 triệu người, thì vừa mới cập nhật đang đóng trong nằm trong võ bạc hấp những đầu tiên được quan tâm nhất. Thì theo anh thấy là cái PM giao dịch này rất tốt, không có gì hết. Nếu mà mình muốn mà giao dịch theo lướt sóng thì mình cứ lướt thôi, mình mua đi bán lại trên ngắn. Ok, vì đang nào mình cũng phải sử dụng USDT được quy đổi ha, mua nó là trong mã hút mình bán chấp nhận, còn mình đồng muốn thâu nó thì chắc chắn không chấp nhận. Không, và về cơ bản cái ông mà ông lớn vua P này hoặc là ông XT.com cũng không thể biết là tương lai P nó có một mức giá nào cả. Ông chỉ biết là hiện tại ok ông một cái đội ngũ ông này đang có một số đào P lâu rồi, có một số lượng này, bây giờ ông muốn đưa cái P này lên đây theo cái kiểu giao dịch NNN ha, là theo được kiểu đó để mọi người cùng mua bán trao đổi, vì nó bán trao đổi như nào rất là thú vị. Tiếp tục này. Đấy thì đó, đây là những cái ai mà Thành ghi chú lại. Đây cái này mình muốn về quay lại vấn đề này, thì chúng ta đã phải sử dụng tiền thật để mua USDT, và dùng nó để mua P trên sàn Huobi và sàn IT. Thật sự chưa bán được P mà mình đã đào cái đào vào trong máy để khai xe về ví thì vào đây mình chưa bán được cái đó. Thì và hai sàn này thẳng ứng trước số P trước là nó như vậy. Và thì mình đã có cái cuộc chơi với những người có chấp nhận thôi. Thì lại ghi đây là có khả năng sẽ bị upsort, FOMO rất là nhiều đó. Thì mình
Từ những cái người mà biết thực sự vì nó có tiềm năng thì mới hôn. Sử dụng số lượng bị FOMO, sử dụng số tiền lớn để mua, và tương lai khi mà Pi mà một khóa giao dịch công khai thì sẵn là sẽ có Shopee, mở ra có Shopee à, trả ngược lại cho mình như là hứa. Ok đó. Thì trong cái mục mà coi bị cáp thành cũng có muốn chia sẻ với anh chị một bạn cùng một điều đó, đó. Thì đây đối với các thì ở trong cái mục này thì cái mục ghi chữ dấu đỏ này thì anh đã đọc hồi nãy ha, theo giá trị ghi chữ IOU là kiểu N đó. Tiếp tục này, thì về cái những cái như là về vốn hóa thị trường được, rồi vì sao không có vốn hóa thị trường đó. Thì đây thì thành đọc xem đây đó, thì nó chưa có tại vì nó rất đây này, thì đây, nguồn cung thì bao gồm là lưu thông này, tổng tối đa này, rồi là phải cái xe này. Phải cái xe nó gồm rất là nhiều này, hệ sinh thái này, hệ sinh thái là đội ngũ nhóm team này từ các để phát triển này, này. Thì phải phải cái xe xong, phải cái xe xong thì bắt đầu mình mới có cái cơ sở ha, cơ sở để tính là bao nhiêu nguồn cung đang lưu hành, nguồn cung đang lưu hành. Tại vì một phần sẽ bị khóa 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 pi ha, một phần sẽ được khóa theo cái đường giống đợt vừa rồi, thì mình nhận về pi về ví thì sẽ khóa có thể 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nên là lúc đó là mình sẽ có một cái cơ sở để tính toán ha. Còn hiện tại thì chưa tổng cung, thì chúng tôi đã xác định tổng nguồn cung là tổng số lượng tiền đang tồn tại bây giờ. À, trừ thì bất cứ đồng tiền nào đã bị đốt, có thể kiểu như giống như những ai mà vi phạm về pi thì những cái tài khoản đó là chắc chắn là không có mà nó ha, sẽ bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý thôi, loại bỏ. Thì hôm nay thì Thành cũng cập nhật với anh chị là những cái luôn tiền thì Thành cũng là đang trong quá trình tìm hiểu về pi ha, thì mình cũng vừa tìm hiểu vừa biết luôn em là vừa chia sẻ cho anh chị bạn để anh chị các bạn có cái nhìn nó rõ ràng nhất. Thì như vậy là cũng đã rất là phấn khởi rồi, đã chúc mừng pi đã có 2 sàn là đưa pi lên để giao dịch. Đấy, mặc dù đấy mình Thành cũng như anh chị bạn sẽ đồng hành cập nhật, sẽ giao dịch thật trên thị trường thật với pi, thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Sau đó thì trong câu quá trình mà mai mở thì mình sẽ tính tiếp, và đảm bảo đó chính là mục tiêu của nhóm đội ngũ Nicolas trong cái mục Rigmor. Thầy Sành sẽ làm một video tiếp theo đấy, sẽ ông có nói là mục tiêu của năm 2023 là sẽ là cố gắng để mai mở và đưa cái dự án vào giao dịch thực tế đó. Thì đây là một câu chuyện và một cái khá dài ha, một cái thái cũng khá lớn, cái tham vọng khá lớn. Thì mình hàng ngày thành và gì cũng điểm danh đó, điểm danh cập nhật đấy, và mình nhớ là mình tin tưởng nó thì mình theo nó thôi. Đến giờ đến bây giờ thì cũng đã rất là thành công rồi, như vậy là rất là thành công rồi. Thì ngày hôm nay là ngày 30 tháng 12 cuối năm ha, thì thành chúc anh chị bạn là nhiều sức khỏe, nhiều thể làm thành công trong năm mới. Chào anh chị và bạn ha.